37 triệu nữa, gì còn nữa. Còn nữa hả? Là chồng nói với em là 37 triệu đó. 37 là chồng biết gì thôi, còn nữa. Cái bà hồi nãy ở dưới phà là bả là 30 triệu rồi. Trời trời. Bả là 30, bả nói tôi mới chết rồi, tôi mới nhưng mà tôi thương nó lắm. Là mới đóng lời được có 2 tháng thôi. Mấy 200 triệu á. Dữ vậy hả? Trăm mấy 200 triệu thiếu quá. Ghê ta. Bà cái bà nào mà nãy nói 30 triệu mà bà không biết đâu. Ở dưới phà, bà đi chung phà. Bà không là 30 đó, đóng lời được 2 tháng rồi. Nhưng mà nó mượn cái số tiền 2 năm ha. 10 năm rồi. Nhưng mà nó trả xong lẫn hết. Rồi xong rồi mới cho nó mượn lại 2 mới đóng lại 2 tháng 2 nè. Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì Tí La Cà Lâm đó bạn thì có theo ở bên gia đình của em Lon đó bạn. Thì hôm nay các bạn thì những nhà sư rồi trong gia đình rồi con của em Lon đó bạn thì đi ra ngay chỗ cái cây sài mà em Lon đã lên cây sài mà em Lon đã qua đời ở ngay chỗ cái xài đó đó các bạn. Thì nhà của em Lon ở cái chân là Cù Lao Long Trị nha, xã Long Phú, thành phố Trà Vinh nha. Thì hôm nay các bạn thì mình sẽ đi theo những nhà sư để đi ra để cầu hồn của em Lon cho mọi người cùng xem nha. Đó các bạn, thì mới vừa hạ xưa cho em Lon xuống ra nghỉ các bạn. Thì bây giờ các bạn thì chồng của em Lon và con của em Lon các bạn với bên nhà với bên nhà sư nha sẽ đi ra ở ngoài cái cây xài nha để cầu cái vong linh quen đặng vô ở trong nhà nha. Đó thì con thấy là cái cây xài nằm ở gần đây nha, gốc xài nè. Thì bây giờ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật phát đại chứng minh. Kính nguyện trên đất đai Duyên Trạch, thổ địa thổ thần hành hoàng bốn cảnh nơi ăn trốn ở nơi đây, hôm nay là ngày tiễn đưa an táng cho hương linh là Nguyễn Thị Ngọc Loan, lâm chung ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, hưởng dương trụ thế 38 tuổi. Hôm nay đủ nhân duyên lành, toàn thể trong tăng quyến thỉnh chư tăng trở về nơi đây để tiếp triệu hương hồn của hương linh là Nguyễn Thị Ngọc Loan chấp vào di ảnh để trở về nơi tư gia cho gia quyến được phụng thờ. Giờ đây nguyện hương linh Nguyễn Thị Ngọc Loan nương lời kinh tiếng kệ để nhập vào di ảnh trở về nơi tư gia để cho gia quyến được phụng thờ trong 49 ngày. Kính nguyện quý vị đất đai nơi đây, quý vị sơn thần thủy thần tại nơi đây thì từ chứng giám mở rộng lòng từ để cho hương linh Nguyễn Thị Ngọc Loan cùng chồng cùng con để trở về nơi tư gia để cho gia quyến được phụng thờ. Hôm nay hương linh ở ngoài đây cũng đã lạnh lẽo rồi, thì giờ đây nương nhờ công đức quay thần chú nguyện của chư Phật mà nương theo chư Phật để cùng với gia đình thỉnh hương linh nhập vào cái di ảnh đang hiện diện nơi đây để cho hương linh được trở về nơi tư gia được phụng thờ hương linh.
dương chi tình thủy biên sai tam thiên thanh không bạc đức lợi nhàn thiền phạm giới quan tăng duyên diệt tội tiêu thiên hóa tiêu tai kia tường thần chú nam mô tam mạng đa mẫu đà nam đà bát ra đê hà đa sơ ta năng nam đà đi ta an hồng hồng. Thì sư thầy gãi những cái gì đó bạn mà gãi xuống cái gốc xài nha, tặng cho vong hồn của em Loan sẽ vào trong nhà. Thì đó các bạn, thì trong cái gỗ đó là những cái đồ chai là để cúng ba chén cơm để cho vong hồn của em Lo ăn cơm rồi đi vô nhà nha. Đặng xin đây, xin quý vị ở đây. Quý ông bà cô bác đất nước sở tại nơi đây, phúc mặt phúc mài nơi đây, để mở rộng lòng từ quan gián nơi đây, nhận chút xíu lộ phí tiền bạc gia đình kính dâng lên để cho hương linh là Nguyễn Thị Ngọc Loan được trở về chắc vào di ảnh, cho chồng và con phụng thỉnh vào trong tư gia đi phụng thờ. Hương linh Nguyễn Thị Ngọc Loan 38 tuổi, lâm chung ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn, nương theo tiếng chuông để cùng trở về di ảnh. Giờ đây thầy xin được khai thị cho hương linh để hương linh nghe mà được trở về nơi tư gia nha. Chứ cuộc trần thế thì như bèo mây tan hợp, còn kiếp nhân sanh là một khúc tình trường, sống gần nhau đâu ai muốn cảnh phân hương, giờ vĩnh biệt ôi lòng sầu đau vạn kỷ. Trăm năm kiếp sống một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp án mây tan, phú quý vinh qua rồi cũng như cơn gió thoảng, tình người xưng mộng nghĩa tợ thu xương, sống chung nhà mà thác thì lại hiên đường, mới thấy đó ôi bỗng liền mất nó. Vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay biển xưa sẽ sinh niệm Phật mà đưa hồn về, hồn về cực lạc nước kia cho sang quỷ mà lìa kiếp ma, nhờ ơn đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang, trong khi tiếp dẫn rõ ràng dắt lên nhai sen vàng, có bạo cay có mà tràn khoan nghe, có mùi hương lạ có đàn ngọc say, có trời ca cõi ti trì có đàn co trống rước đi một đường, rước về đến cảnh Tây Phương nghe, có ngao thất bảo có hương ngũ phần lưu ly, có đất sáng ngần ba ni, có nước trong ngần trải quanh, ất cần có bãi lớp thành bãi hàng cây bao bãi dành lưỡi châu, có ngân cạc có kim lầu có chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe, nghe rồi tỏ đạo bồ đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền, đã sanh về chính phẩm sen, mấy mẹ mà tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi, lâu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngập mặt thì áo châu, không ơn không quán không sầu. Cố hưởng dương 38 tuổi, giờ đây đã nghe kinh và được tiểu thỉnh
quý vị hương linh hãy mau cho trong hồn của hương linh là Nguyễn. Thì đó các bạn, thì cái cây xài này các bạn là mới đốn hồi sáng nha. Ra đây để cầu cái vong hồn của em Lon vào trong nhà nè. Có cúng cho em cơm chay nữa nè. Thần hoàng hổ cảnh đất nước ông bà sở tại nơi đây mở rộng lòng từ quan giáng chứng chiếu chút ít lòng thành mâm cơm đạm bạc cũng như là vàng bạc kim ngân lưu ly để mà cho tất cả quý vị cùng sở hữu. Thì cái xài đang nằm ở đây đó các bạn. Mà mình cũng nghe nói là để nó khô lá rồi là ở đây là người ta sẽ đốt hết nha. Kêu con, kêu mẹ con, kêu mẹ cho mẹ nghe con. Kêu mẹ đi con. Kêu mẹ con. Mẹ ơi vô nhà với con mẹ ơi nha. Kêu đi con, nói đi con. Kêu lại con. Mẹ đi lại đi con. Nói đi con, để lại không vậy? Dạ dạ cái đó hồi bỏ dưới đó. Rồi giờ để lại. Chị Lon về, chị Lon ơi. Rồi nhà chị Lon ơi. Rồi vậy đó. Rồi chị Lon vô nhà đó. Rồi chị Lon vô rồi đó. Rồi. Xong rồi. Đây. Bác cụ vô đứng trước cửa nhà. Cho Hưng Linh vô, kêu con nhảy lên vô. Tới nhà rồi. Bữa nay mời con, có cô bác anh chị đầy đủ. Giờ con về nhà con ơi, chồng con. Bây giờ này rước cái dâm của Hưng Linh rồi. Hưng Linh nhập vào di ảnh rồi cùng với tam quyến, cùng chồng, cùng con trở về nơi bàn thờ để quý thầy làm lễ an sàng cho Hưng Linh nha. Các bạn thấy á, thằng bé rất là tội nghiệp luôn nha, quá trời đau thương luôn các bạn ơi. Đem lên bàn thờ, để gia đình thờ cũng như là cái trò con trai cái nụ cưng buồn mà chuyện gì mà cưng buồn lo mà sau này chị thấy cưng lại đẹp. Cái nó mới nói là chị không biết đâu, em có nỗi buồn chị không biết đâu. Thì chị mà tức bụng mình nói ủa con nhỏ này làm gì, nó nói là nó có nỗi buồn. Xong cái thì chị mới nói gì nè, thôi nó nói gì nè, bữa nào chị qua đi em gả chị cho cái ông kia. Cái tao mới nói gì nè, mày thiệt mày gả mấy người mà đừng uống rượu, chứ uống rượu đừng gả cho tao. Cái tao thấy thằng chồng uống rượu xạo quá đi. Cái mình nói vậy thì cũng nói chơi với nó qua lại. Xong cái nó mới nói tại chị không hiểu rồi, em có cái nỗi buồn dữ lắm. Mà mình có biết cái gì, hơn 20 năm rồi chưa gặp nó đó. Em á, hơn 20 năm em chưa gặp nhỏ này nè. Tại vì hồi lúc em đi thành phố là 16 năm rồi. Mà 16 năm nay mà
trước 16 năm là em chưa gặp nó nữa. Tại vì nó nếu mà nó ở Cảm Ơn là em gặp, mà nó về bên đây em không gặp, chứ nó nếu nó ở bên bên Chợ Lách là em gặp. Vậy chứ em với nó là chị em mà, chị em chú bác mà, mà không có gặp ở ngoài. Đúng rồi, chị em giống lắm. Bởi nãy qua bến đò bển người ta hỏi gì không lẽ chị Loan đó, nó đúng rồi, tôi với nó chứ bác ruột á, ba là thứ hai, út là bà chú út đó. Mà thấy hồi nãy có đứa không là một cha với mẹ với nó giống gan nó không, nhỏ nãy á y hệt luôn hả. Nó rồi ta nói vậy, ta nói trời ơi, tự nhiên đăng lên Facebook mà thấy đẹp thiệt luôn nha, chứ nó cằn cỗi lắm. Cái mình nói vậy nè, trời ơi, bà nay làm gì bà lên Facebook bà đẹp dữ bà. Nói chung ra thì nói chuyện với nó Facebook thôi, chứ còn ngoài ra gặp là không gặp nha, ở 2 năm không gặp. Mà thì cảm thấy nó lên Facebook chiến này sao nó đẹp. Không, nó chỉ nói vậy nè, chị thấy vậy chứ em buồn dữ lắm. Nhưng mà mình thì đâu có biết cái gì mà nó buồn. Trời trời, mới nói có hai nói chuyện nó có hai ngày lại thứ ba cái mà vô tao chết rồi. Trời ví dụ là nghĩa trời, mà con nhỏ em gái của tôi em buồn có tên thành phố mà nó biết á, nó nói vậy nè, chị Năm ơi bà hay gì không, tao hỏi ví dụ gì à, con Long nó chết rồi. Con không Long nào cái nó là chú út bạn lon lớn á. Thế rồi mới nói tại mày nói làm sao vậy, cái nó nói bà dở cái bút ra bà coi đi, thì dở ra thay bút là thấy con nhỏ lon em á là đăng lên đang đánh đánh son đánh thắng gì mặt mày nó đặng đặng á. Trời ơi, nó ốc ác con nổi hết trơn. Trời ơi, nhưng mà hồi sớm á thì đi qua bên thằng cũng có người đó là cái gì để xấu vợ. Ba bảy triệu, 37 triệu gì còn nữa hả, là chồng nói với em là 37 triệu đó. 37 là chồng biết gì thôi, còn nữa. Cái bà hồi nãy ở dưới phà là bả là 30 triệu rồi. Trời trời, bả là 30, bả nói tôi nói chết rồi, tôi nói nhưng mà tôi thương nó lắm. Là mới đóng lời được có 2 tháng thôi. Mấy 200 triệu á. Không, là hồi nãy. Dữ vậy hả? Không phải mà có nhiêu đó đâu. Trăm mấy 200 triệu thiếu á. Ghê vậy ta. Mà cái bà nào mà nãy nói 30 triệu là bà nào? Không biết đâu. Ở dưới phà bà đi chung phà. Bà không là 30 đó, đóng lời được 2 tháng rồi. Nhưng mà nó mượn cái số tiền 2 năm ha. 10 năm rồi. Nhưng mà nó trả xong lắm hết. Rồi xong rồi mới cho nó mượn lại 2 mới đóng lại 2 tháng 2 nè. Là bà nói là bữa 14 tay 15 tay là 14 tay nó đi giống cho bà rồi đó. Biết không? Vậy là bà hàng tiền nhà nước. Bà đó là phụ nữ lắm. Bà nói gì nè, bà thương mặt như con đồ bông đó không? Bà nói bà thương dữ lắm luôn. Thương lắm. Tại cũng nghe bà nói cái tiền nhà nước bà nhìn bị. Đi mà các bạn theo sớm bạn thì tí là lắm bạn thì cũng có theo những nhà sư đi ra cây xài để cầu hồn cho em Lon đó đó các bạn.
Thì năm nay các bạn thì em Loan là hưởng dương là được là 38 tuổi nha. Thì không may em đã qua đời ở trên cái cây xài các bạn. Thì hôm nay nhà trong cái nhà sư và gia đình các bạn thì cầu hồn em thì nãy giờ thì cũng đã đem em đi vô trong nhà rồi đó các bạn. Thì thôi giờ Tí La Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm bạn, hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.